Rồi Giang chào cô chú anh chị tất cả mọi người nha. Hôm nay Giang sẽ làm món cá điêu hồng sốt cà chua nha. Đầu tiên thì Giang có là hai con cá điêu hồng đó, xong thêm cà chua cắt hạt lựu nha, hành tây cắt hạt lựu và một ít rau thơm ngò lý với hành lá cắt luôn nha cô chú anh chị. Thì cái hành tây này á, thì mình để mình tăng thêm độ ngọt và nó làm cho con cá mình không bị tanh nha. Hành tây rất là hay nha. Bây giờ Giang sẽ đi ốp cá điêu hồng đây mọi người ơi. Đó, cá điêu hồng thì mọi người cứ cắt ra khoanh khoanh cũng được, mọi người không cắt khoanh thì cắt làm hai cũng được nha. Làm sạch sẽ. Sau mọi người cho Giang một xíu muối nha, trộn đều lên nha. Xíu mình cho muối vô cá điêu hồng mình trộn đều lên, mình lắc đều lên á thì nó thấm vào con cá. Nhớ là cho vừa vừa thôi, đừng cho nhiều quá nha mọi người. Thì mình chiên lên con cá nó có cái vị ăn vừa vị vừa ngon luôn nha mọi người. Đó, theo như mình nêm nếm gia vị cho nó luôn. Nó bắt đầu Giang sẽ chiên nha. Thì Giang sẽ chiên hết luôn. Anh chị nào ở nhà mình mà có cái chảo chống dính á, thì mình chiên nó dễ hơn, nó cũng tốt hơn, tiện hơn. Còn ở đây Giang làm trong quán đây thì Giang sẽ có cái chảo này. Chảo này là chảo thép carbon, cũng chống dính luôn cô chú anh chị. Chảo này xài biết chừng nào mới hư nó nổi. Thì Giang làm cái món này thì là để ăn cơm nha cô chú anh chị. Thì bữa giờ cô chú anh chị cứ bình luận cho Giang là nói là Giang hướng dẫn cái món nào mà để ăn cơm gia đình á, thì Giang sẽ hướng dẫn luôn. Đây là món ăn cơm gia đình nha. Nói chung là ngon lắm anh chị. Đó, bây giờ Giang sẽ chiên. Chiên lên cho nó giòn luôn nha anh chị ơi. Bây giờ. Và cũng có nhiều anh chị cứ nhắn tin là kêu Giang làm món này, làm món kia. Nói chung là nhiều cái bình luận quá, Giang cũng không có thể nào làm hết. Thì Giang sẽ sắp xếp, Giang sẽ làm từ từ. Để cho anh chị mình xem và có học và có thể làm theo. Đó, bây giờ chiên cá bên đó rồi, giờ qua bên đây Giang sẽ đi làm một cái sốt cà chua nha. Tiên thì Giang sẽ phi một ít tỏi xay, phi lên cho nó vàng nhé mọi người. Đây cà chua thì Giang sẽ cắt hạt lựu nha, cắt hạt lựu thì nó sẽ ngon hơn. Quan trọng là cái hành tây á mọi người. Mọi người nhớ cái sốt cà chua phải cho hành tây nha, vì cho hành tây cái nhất là ăn nó ngọt, cái thứ hai nữa nó làm cho cái cá hay là cá biển hay là cá nước ngọt nước mặn gì đó nó không có bị tanh nha mọi người. Cái hành tây nó rất là hay lắm á. Thế mình nấu nước dùng nữa mọi người, mình nấu nước dùng nước lèo, mình hầm nước dùng nước lèo rồi này kia, mình cho mấy củ hành tây vô mình hầm luôn á là ngon lắm. Tính ra nếu mà theo như Giang được biết á, là cái hành tây á mà mình mà lấy luôn cả cái vỏ, mà cái vỏ mà màu vàng vàng nâu nâu ở ngoài luôn á, làm luôn ăn luôn á là nó sẽ hay hơn nha mọi người. Tại vì Giang đọc báo Giang biết là cái vỏ hành tây ở ngoài nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn. Thôi bây giờ Giang sẽ xào lên nha. Đó, mình xào lên cho chín. Mọi người nhớ cắt hạt lựu vậy nè, ăn cho nó ngon mà cho nó nhìn mình làm cái món ăn nó cũng đẹp mắt hơn. Đó, xào lên nha mọi người. Mình cũng không có cần xào cho nó chín quá đâu mọi người, chỉ cần vừa vừa là được. Thì ăn hành tây nó sẽ còn cái vị ngọt hơn. Đó rồi, xong xuôi rồi bắt đầu giờ Giang sẽ nêm nếm nha mọi người. Gia vị thì cũng đơn giản thôi, giống như ở gia đình, theo Giang nghĩ gia đình nào cũng phải có cái loại gia vị này. Hạt nêm, hạt nêm ai gì ngon mọi người cho ai gì ngon, hay cà no gì cũng được nha. Ai gì ngon mọi người cho Giang là 2 muỗng nha mọi người, bột ngọt thì nửa muỗng thôi. Đường thì mọi người cho Giang là 2 muỗng nha, 2 muỗng đường, không có ngọt thôi nha mọi người. Nói chung là Giang làm, Giang là người miền Tây thật sự, nhưng mà Giang nấu ăn ít có khi nào mà có vị ngọt nhiều lắm, không có khi nào mà cho ăn ngọt nhiều. Tại vì hồi cá nãy mình cũng ốp muối xong rồi. Đó, xong mình tiếp tục mọi người cho Giang tầm độ, nếu mà cái muỗng nãy mọi người cho gần 3 muỗng nước tương thôi. Tăng thêm vị đậm đà, thơm. Ở đây thì Giang cho thêm là một vá lẩu nhỏ tương ớt nha mọi người. Đó, cho vô luôn. Và tiếp tục thêm nữa là một vá lẩu tương cà nha, để cho nó tạo thêm một cái độ sánh của sốt cà chua, nó rất là ngon nha cô chú anh chị. Đa số là Giang thấy là ở cô chú anh chị như ở quê á, người ta hay nấu á, là người ta không có sử dụng tương cà với tương ớt. Còn hôm nay thì có thể cô chú anh chị làm theo cách của Giang, cho tương cà tương ớt vô, đó nó có cái độ sánh lại. Xong rồi mọi người cho một xíu nước vô thôi, tầm thôi vừa đủ thôi, để mình tạo lên một cái sốt. Cái này hồi nữa mình sẽ cho tiêu rồi nha mọi người. Anh chị không ăn tiêu thì anh chị cho ớt cũng được, mà không ăn thì khỏi bỏ, không thích ăn cay thì mình khỏi bỏ luôn.
Hồi nữa Giang sẽ bỏ thêm cái gì, ngò gai, ổ ngò rí sắc nhuyễn với hành lá vô nữa là sẽ thơm nha mọi người, nó thơm luôn đó mọi người, cứ tạo cho nó sạch sạch như vậy là được nha. Đó, sốt này là đúng chuẩn luôn. Còn bên đây thì quay qua bên đây cái chảo cá, chảo cá thì Giang nó chiên lên nó cũng nãy giờ ok đó mọi người, chiên cho nó giòn luôn. Mọi người muốn chiên nó giòn luôn cũng được, ăn giòn giòn thì mọi người chiên cho nó giòn, còn mọi người muốn ăn ướt thì mọi người chiên vừa chín tới là cũng được, không sao. Mà theo như Giang nghĩ là mình sốt cà là mình nên chiên cho nó giòn luôn nha anh chị. Thì một hồi mình thấm qua cái nước sốt cà thì nó ướt ướt qua là nó cũng vừa vừa đủ thấm luôn. Giờ Giang gấp qua đây cho nó nhiễu dầu xuống cho nó khô cái miếng cá. Theo gì mình không bỏ qua cái rây này thì mình bỏ lên cái giấy thấm dầu, mà thôi Giang không bỏ giấy thấm dầu, Giang bỏ qua cái vợt này. Thì Giang vừa làm video mà vừa quay một tay á, cái video nó rung lắc lắm mọi người xem cũng thông cảm nha. Đó bây giờ Giang sẽ ship ra đây làm cho nhân viên ăn mà cũng kiểu cọ lắm nha mọi người, phải không? Bây giờ nhân viên bây giờ nó ấy lắm, nó sang trọng lắm mọi người, chứ không có giống như cái thời của Giang, cái thời mà 9x của Giang á. Hồi đó thì có gì ăn cái nấy anh chị, còn bây giờ mấy đứa em mà lớn lên là phải ngon phải đẹp mắt đó, nhiều khi còn không muốn ăn nữa đó, không phải giỡn đâu. Không thích ăn cơm mà tự mua tự nấu thôi, ủa tự mua tự người ta bán á đó. Bây giờ Giang sẽ cho ngò rí vô nha anh chị ơi, cho ngò rí vô mình trộn cho nó đều lên, cho lửa lên nha, trộn cho nó đều đều lên là nó nãy giờ nó cũng còn độ nóng đó mọi người, nó vừa chín tới cái ngò rí với hành lá là được rồi. Rồi xong rồi Giang sẽ rưới lên nha mọi người đó. Còn anh chị nào muốn mà không rưới thì mình bỏ trực tiếp vô mình đảo lên luôn cho cũng được, cũng dễ dính. Còn Giang thì Giang sẽ rưới lên nha. Đó. Mọi người thấy thế nào? Hấp dẫn không? Giang nấu ăn từ hồi trước giờ mọi người, Giang là nấu là rất là ít dầu ăn. Giang nấu không giờ này Giang cho dầu mỡ nhiều. Tại vì món ăn dầu mỡ nhiều ăn thứ nhất là ngán mọi người. Rồi giờ đã xong thành phẩm nha. Thôi Giang cũng kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của Giang. Cô chú anh chị cho Giang xin một đăng ký kênh và một like nha mọi người. Mọi người nhớ cho Giang xin một đăng ký kênh nha. Giang có nhiều động lực ra video hơn nữa nha.